nhà à, dấu yêu của mình. Trường ơi, quan trường á, anh trai đang lái chiếc mà chào hết cả nhà của mình. Bữa nay em quay với anh Quy Thái về nhà tình bạn Trường Sa. Các anh các chị cả nhà chuẩn bị đón xem sản phẩm của anh Thái nha. Quá trang là Nguyên, đẹp gái Nguyên. Nhất Gò Vấp. Trời ghê vậy Nguyên. Nguyên đó là đúng rồi. Sớm khuya khuya sớm đi về, mấy ai hiểu tâm sự của người tài xế. Chào hết cả nhà buổi trưa. Chào chị Ba, Quỳnh Trường, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Huy, Mỹ Phượng. Không giống như mày của anh. Uống nước gì mà nó bị, lên ra cao quá. Nó phải dày, nó dày cái này chút nữa. Uống nước gì không anh Đảm? Nước không? Uống nước gì em? Cảm giác, cảm giác nè. Ở dưới đó ngang qua luôn. Ở dưới đó, xuống dưới cái đuôi đó. Ngang qua luôn, à, tắt xuống trước. Phụ nữ thì làm trên mày đậm gì đẹp, phần nam mày đậm sống. Đẹp nhưng phải giống chân mày. Có nghĩa là chân mày của em nó có cái khuôn rồi thì em làm giống em. Còn có ai có em làm gì là không giống cái khuôn của anh. Thank you.
vẫn cũ á. Sước lên à, cũng cái gì là mà sước lên chút thôi. Mà em nghĩ là đội nón. Chào chị Mai, chào Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Trần Minh Nghĩa, Trúc Giang, Quỳnh Hoàng Yến. Yeah.
Hoàng Ngọc chào em gái, chuẩn bị xong, chuẩn bị xuống biển hả? Không có chị, em đang chuẩn bị quay bài Tình Bạn Trường Sa. Bữa nay thấy em ốm chưa chị Dư Hấu? Tay cả nhà nghe, chuẩn bị quay à, cả nhà chuẩn bị đón bài hát mới của anh Quy Thái. Mặt anh cười giọng chứ. Chia tay cả nhà nha.